sự thể hiện của em Tường Vi. Sau đây chúng ta sẽ xem kết quả của ban giám khảo. Xin mời anh Như Vân quay ngược lên. Kết quả anh Như Vân 7,5 điểm. Anh Ngọc Hải 6,5 điểm. Và anh Duy Xuân 7 điểm. Xin một tràng pháo tay.